trong trong cái đầu của mình và hiện tại mình đang suy nghĩ và ngày hôm nay cũng vậy, đều là một vở kịch hết. Cả chúng ta ở đây cũng đều là vở kịch phù du, chứ không phải mình tự hào hay là mình nghĩ mình con bề trên rồi mình đầu thai cái này nọ, không phải. Cái đó là một cái năng khiếu ở trên trời, giống như chỉ có bảy dòng hào quang, là cha sanh ra, cha quá sanh ra, kiệt mẹ quá sanh ra, thì nó có bảy dòng hào quang xuống thế gian này đóng vai từ hồi thời diệt chủ dương á, tới ngày hôm nay là nhiều đời lắm, bên Ấn Độ nữa rồi bên Âu Châu Do Thái nữa, 1.800 kiếp. Thì nó có vai này vai kia, là nó có sẵn bảy dòng hào quang. Còn những cái vị thầy mà tu tập cả đời ở một đời này á, cái ông giỏi nhất cũng ba dòng bốn dòng, nhưng mà ông tu đời này thôi, ông chết rồi ông tái sanh ông tu tiếp, ông mất cái hào quang đó. Tại cái sự tu tập ngồi thiền nó ra hào quang nha quý vị. Thì hai hai cái mà là khác nhau à. Mà mấy cái này á, những vị hòa thượng lớn á và những cái linh căn mà nhập đồng đó, họ có cái cặp mắt họ nhìn thấy. Còn người ở đây thì lấy kính hiển vi đồ nhìn mới thấy bảy dọc, nhưng mà ngồi kiệt là thấy comfortable, thoải mái là đúng hình. Mình không phải mình nói để mình tự cao mà nghe, mà nói để cho cái sự hiểu biết, để biết là ngoài cái thế giới của mình bình thường còn một cái thế giới rất là siêu nhiên, cực kỳ sung sướng, và đời sống tuổi thọ trở nên cực kỳ lâu. 100 năm mình nghĩ là lâu là vì mình quá khổ, mình tưởng là lâu, nhưng mà thật sự 100 năm là cơn gió. Cái hỏi với ai nói cho mình thở một chút, ai muốn hỏi gì phát biểu một chút đi. Xin anh cho biết ngày vía cha đó mùng 9, mà nếu có người mà bị bận vì lý do gia đình hoặc những người không thể tới được, thì lúc đó cha có xá tội không, hay là phải có sự hiện diện ở đó cha mới xá tội vậy? Có mặt ở đó chứ, giờ trả nợ trả liền là thì phải có mặt, không có mặt đó thì nhà lại sám hối lại mấy trăm lại, nhà nó cũng tương gần ok, nhưng mà mình không có guarantee. Còn này là guarantee, hiểu không? Giống giờ mình lúc mình đi auction gì đó, phải có mặt mình mới auction được. Chỉ có cha đó đó, cha cái thần lực của cha mạnh lắm, cha blessing nguyên cái phòng đó hồi bữa lễ đó. Còn vô nhà làm gì cha rảnh mày xuống, hai câu chuyện khác nhau. Vanessa, Vanessa về. Ăn cơm đang cơm này về đấy. Ăn cơm đây nào về cho cô biết, lấy này đập đầu con cái. À, đệ tử biết được cái một cái tin này cách đây mấy ngày đó, tin gì? là sau khi Philippines đó, với một ông tổng thống mới hiện giờ đã đồng ý cho Mỹ lập 4 căn cứ ở Philippines, thì trong khoảng mấy ngày hôm nay, cách đây mấy ngày, ông tướng tư lệnh không quân của Mỹ, tư lệnh về tiếp vận, ông ấy có tuyên bố một số câu là Mỹ sẽ đánh Trung Cộng vào năm 2025. Và nếu khi mà Mỹ đánh đó, thì cái điều tiên quyết là tất cả cái chuỗi đảo kéo từ Nhật, Đài Loan, Nhật xuống tới Philippines
xuống dưới Singapore luôn, là Mỹ phải, cái điều tiên quyết của Mỹ là phải đánh thắng ngay từ trong giây phút đầu. Thì xin sư phụ cho biết cái nguồn tin này nó có thể áp dụng được không, hay là chẳng qua chỉ là một cái tác tích của Mỹ thôi? Xin hết. Thầy bắt buộc thật sự cái này mấy vị họp nói nha, thằng Trung Cộng nó không, nó chưa đánh, tại nó để cho con mồi á đói rã không có sức mà đi rồi vậy đó, tụi nó mới đánh. Trước khi nó đánh, thứ nhất nó biết 100% nó thắng, thứ hai nó biết 100% cái thằng mà nó đánh á phải trả tiền đạn của nó. Ê, tao bắn mày chết mày phải thường đạn tao, tao nghe mày, chứ không phải là đạn free nghe. Nó phải tính, cho nên giờ nó có nẻ mấy viên á là hắn không có khe là bên Trung Cộng chết bao nhiêu. Bữa giờ tao bắn mày 3 viên vô bụng mày, trả tiền tao 3 viên, thì nó tính tiền kiểu đó. Chưa tính nữa, thì bây giờ nó đang gom hết một đống mấy COVID, hổng COVID vô nhà thương bây giờ nó cũng nói là COVID đúng không, bệnh gì nó cũng nói COVID hết. Hey, từ Vũ Hán mày phải không, hồi xưa thằng Kiệt nó nói rồi, nó chúng tao thấy tao nể này á, từ ở Vũ Hán. Hey, một nhân mạng 1 tỷ phú, tụi mày thưa nước Trung Cộng cho tao, tao pro sành nước mày á, mấy nghìn tỷ, tức là khi mình giao dịch á, cái tiền mà ngoại tệ nó lưu thông qua Mỹ á, là Mỹ nó nắm hết phải không, giữ hết, giống như giữ của Putin 600 tỷ vậy đó. Ok, tao thường cho ông Nguyễn Văn Ê, nhà này, giá trị của cái mạng ông này kỹ sư thì được 5 triệu. Ok, giá trị của ông Mỹ này được 200 nghìn. Đệ nhất cái mạng của Mỹ cũng vài trăm nghìn đúng không? Giờ nó cứ thường hết cho người Mỹ của nó, có phải là nó đem tiền của Trung Cộng vô nước Mỹ không? Nó sẽ làm vậy đó. Ai nghèo? Mấy cái thằng mà gọi là chủ nghĩa dân tộc, mấy đứa nhỏ nhỏ Trung Cộng, mấy ngu á, nó binh cái đảng Cộng sản là nó phá hoại nó, nó không có được du học, mà nó là người phải cài lưng đi trả tiền cho thế giới. Ôi khôn lắm, Mỹ là siêu khôn. Thứ hai, thế giới này cái nước mà nó láo nhất cũng là nước Trung Cộng. Nó chết 20 mấy triệu người, mà nói chết mấy nghìn người ai tin không, mấy chục nghìn người. Có một lần năm 2019 chết nhiều quá, cái mấy vị trên trời mới nói trời, nó đốt xác mà nó nói mà lên tới trên trời, tầng trời trên cũng hôi mùi xác nè, trên trời mấy chư thiên á cũng ngửi được cái mùi xác của cái trái đất này nữa. Thì quý vị nghĩ nó đốt bao nhiêu? Nếu mà có mấy chục nghìn người mà giống như nó nói cho thế giới biết á, thì tại sao á mấy cái số điện thoại á, nó thời đó là 4-5 triệu cái điện thoại của mỗi người chết nó dục á. Còn cái chuyện mà mặt đời á, nó 2015 rồi, cái mai mốt nó muốn đổi gì đổi. Giờ quý vị nghe tức giết thì cũng quải nữa. Bữa nay Trung Cộng bỏ máy bay qua lấn không phận đúng không, cứ nói tới nói lùi có vấn đề nó hoài. Rồi lâu lâu có con ông nào chức lớn lên nói vài ba câu ấy, nó cũng nói tới nói lùi nghe mệt lắm, nhức đầu lắm. Nghe đài Thiên Đình này gọn biết nó sẽ ăn vậy, nó sẽ ăn vậy. Chứ giờ thường ngày nghe Trần Nhật Phong, ủa tao nghe Trung Cộng nó cứ hù tới hù lui, mà nó nghe cả ngàn cái clip cũng nhiều hù không, có phải mệt không? Mình nên đài Thiên Đình nó tuy gà chuyện thổ số nó phải cho người ta từ từ, nhưng mà nó chậm nhưng mà có hữu hiệu. Đài này nè, chậm nhưng mà hữu hiệu. Chứ còn theo dõi tin tức ở ngoài mệt, không có chuyện đó. Tôi không biết là 25 hay là 23 này, tôi không biết. Hứng là muốn đánh lúc nào đánh à. Nhưng mình biết chắc là nghe bây giờ trong lòng là muốn cầu hòa. Ở cái mặt đời á, thì bề ngoài mình thấy nó đang dùng quân tấn công Ukraine đúng không? Nhưng mà không phải, nó tấn công để mà nó lấy cái thế để cầu hòa. Chứ bên trong nó đã thua,
thì hai ba cái clip trước, mấy tuần trước Kiệt nói nó cầu hòa. Còn hiện giờ mặt đời nó, ủa anh nói cầu hòa chưa cầu hòa? Mấy thằng mày không phải là nằm trong ruột nó, mày sao biết? Tao nằm ở trong cái ốc của nó. Mấy vị trên trời mà nó đang cầu hòa. Nhưng mà người mà siêu chính trị á, mà người mà khôn về chính trị á, người ta nghe là người ta biết liền, người ta nhìn nhận xét cái chiến sự nó không có giống như là 1+1=2, giống như là anh yêu em nhưng mà thật sự anh không có yêu em, người chạy theo tình nhưng mà không phải là tình chạy theo, phải không? Chạy nó đi ngược lại vậy. Cái thật sự là Nga bây giờ là quải rồi, chỉ là muốn cầu hòa thôi. Thằng Mỹ mới lẽ nó không có cho trên nóng, cũng là thằng Mỹ, tao chưa cho mày hòa, cho mày quải, tao đem hết mấy cái xe tăng cũ qua tao dập ở đó đó, để khi nào mày bồi thường chiến tranh để mà tao bán ba cái đồ cũ. Chứ bây giờ mà quý vị thấy xe tăng máy bay á, mà nó chế gần 20 năm không xài á, cái dục nó recycle phải không, mới không phải không, à nó bỏ mà không cho. Hôm nay có thằng trả tiền đồ cũ tao đã quá, tao dồn qua bển hết để mốt nó thường trong cộng với Nga cho đã, để nó làm cú này luôn là hai thằng này ngóc đầu không nổi.